Thực sự là buồn quá mọi người ơi. Vâng, lại là em Nam Bin đây ạ. Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã đến với sàn ô tô Mỹ Đình. Mọi người có thể thấy không ạ? Thực sự là một khung cảnh rất là tang hoang và rất là trống rỗng. Em đang cần mua rất là nhiều xe. Quý anh chị mà có nhu cầu bán xe thì hãy gọi điện trực tiếp cho em đi. Em sẽ mua với giá tốt nhất và cao nhất cho quý anh chị. Và ngày hôm nay thì sàn ô tô Mỹ Đình em thì còn đâu đó khoảng chục chiếc xe. Em sẽ lên sóng và giới thiệu cho quý anh chị. Và hiện tại thì bên em đang về cũng đâu đó khoảng hơn chục cái nữa, như là Hyundai Accent 2021 màu trắng, siêu lướt 6.000 cây, Kia Morning bản X-Line cũng 3.000 cây, CR-V 2015 bản 2.4 màu đen đúng 2 vạn km, Kia Seltos 2021 bản cao cấp nhất 1.4 Premium màu đỏ, chạy cũng đâu đó chỉ vài nghìn cây thôi. Em đang về rất là nhiều xe nữa, thì ở clip sau thì em sẽ lên sóng và giới thiệu cho quý anh chị. Và bây giờ thì em sẽ đi vào những chiếc xe còn lại mà bên em đang có. Chiếc đầu tiên đó chính là chiếc Hyundai Kona 1.6 Turbo. Đây là phiên bản cao cấp nhất, sản xuất năm 2019, màu xanh Pepsi, nội thất màu đen và xe lăn bánh được hơn 20.000 km. Chiếc xe này thì hiện tại ở thời điểm này thì bên em đang chào bán với giá là 660 triệu đồng ạ. Và tiếp đến bên cạnh đây là một chiếc xe được mệnh danh là ông vua đường phố. Hiện tại thì bên em đang có 3 chiếc Ford EcoSport để cho quý anh chị có thể lựa chọn. Chiếc này là chiếc màu ghi xám, xe sản xuất năm 2019 và là bản 1.5 Titanium, biển số Hà Nội, lăn bánh đúng 24.000 km. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 560 triệu đồng nhé quý anh chị nhé. Vâng, đây là một chiếc nữa. Chiếc EcoSport này là 2017 và chiếc xe này thì lăn bánh đúng 4 vạn km nhé. Toàn bộ 4 quả lốp theo xe nguyên bản. Sơn zin của chiếc xe này còn rất là nhiều. Tất cả các phần tôn sắt như là hông, cánh cửa, rồi tai xe, nắp capo, cốp đều là sơn zin hết ạ. Duy nhất chỉ có tỉa tót những cái chỗ cản nhựa thôi ạ. Và chiếc xe này mang biển số thành phố, sản xuất năm 2017. Và bên em đang chào bán với giá là 455 triệu đồng. Đây cũng là bản đủ bản Titanium nhé. Phía trong đây thì em có những chiếc xe mà đã được khách hàng đặt cọc rồi. Như là chiếc Pajero Sport này thì khách hàng đã thanh toán full tiền và ra biển Hà Nội rồi. Chờ ngày đẹp để lấy xe thôi. Chiếc Honda City Top 2019 kia cũng đã được khách hàng đặt cọc rồi. Nếu như anh chị có nhu cầu về một chiếc xe khoảng 500 triệu thì City Top nó đang là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý đấy ạ. Còn ở phía trong kia là chiếc HR-V 2019 thì em cũng đã hoàn thành thủ tục ngân hàng cho khách hàng rồi. Và cũng chờ ngày đẹp để lấy xe thôi. Còn chiếc Hyundai Elantra 2.0 siêu mới này, 2020 này thì đã được chị khách ở Hưng Yên. Chưa cần xem xe đã chuyển tiền đặt cọc và giữ xe, cũng chờ ngày đẹp để lấy xe rồi. Vâng, nếu như anh chị mà có nhu cầu một trong những chiếc xe mà em đã bán này rồi thì có thể để lại số điện thoại và em sẽ tìm xe cho mọi người. Phía trên đây thì em có những cái mẫu xe vẫn đang còn đây. Ví dụ như là một chiếc Toyota Yaris 1.3. Đây là phiên bản G, sản xuất năm 2015, màu trắng, nội thất đen, biển số Hà Nội. Lăn bánh được hơn 5 vạn km và chiếc xe này có giá khoảng 475 triệu đồng ạ. Tiếp theo bên cạnh đây thì em có một cái mẫu xe sedan hạng D, một chiếc xe siêu siêu mới và một chiếc xe cực kỳ hiếm. Hiếm bởi vì sao, là chiếc Mazda 6 bình thường thì nội thất của chiếc xe Mazda 6 thường là màu đen. Nhưng chiếc xe này của em nó được trang bị nội thất màu kem nguyên bản từ hãng ra, chứ không độ lại nhé mọi người nhé. Đây là phiên bản đặt nội thất màu kem. Và chiếc xe này lăn bánh đúng 1,5 vạn, bản 2.0 Premium, sản xuất năm 2019, là bản cao cấp và rất là mới. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 985 triệu đồng ạ. Và một cái mẫu xe EcoSport tiếp theo bên em đang có đây ạ. Một chiếc xe mang ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen. Và chiếc xe này thì lăn bánh đúng 1,9 vạn km. Xe rất là mới và mang biển số thành phố, em đã rút hồ sơ rồi. Các bác chỉ việc sang tên bấm lại biển mới tại Hà Nội, sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Và tất cả những dòng xe em báo trên đây thì đều có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe trong vòng 6 năm ạ. Chiếc xe này có giá là 565 triệu đồng, rất là mới và đẹp. Còn phía bên đây thì em có một cái mẫu sedan hạng D nữa. Chiếc Camry này thì có thể là rất nhiều bác đang
quan tâm nhưng mà lăn tăn về giá thì có thể đến trực tiếp showroom em, địa chỉ 86 Trương Công Giải. Các bác cứ đến đi. Chiếc Camry này thì giá nào em cũng bán và sẽ có giá tốt nhất cho các bác. Đó, Camry 2.5Q, model 2018, màu đen, nội thất da bò và lăn bánh đúng 3 vạn km. Xe là biển số tỉnh và em đã rút hồ sơ rồi. Tiếp đến thì em có cái mẫu xe gầm cao 5 chỗ, một chiếc Mazda CX-5 2.0 màu đỏ pha lê, sản xuất năm 2019. Và chiếc xe được trang bị cái màu rất là đẹp, nội thất là màu đen. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 790 triệu đồng ạ. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, một chiếc xe 5 cộng 2 chỗ gầm cao mang thương hiệu Nhật Bản, đó chính là chiếc Honda CR-V phiên bản G. Đây là chiếc xe phiên bản G, động cơ 1.5 turbo, sản xuất năm 2020 và được trang bị ngoại thất là màu đen, rất là bóng bẩy và rất là đẹp. Xe thì lăn bánh được khoảng 20.000 km và có giá là 965 triệu đồng ạ. Ở đây em có hai cái mẫu xe của mang thương hiệu Ford. Hai chiếc đều là mang thương hiệu Ford đến từ Mỹ, một chiếc Ford Explorer sản xuất năm 2017, model 2018 và mang biển số thành phố, ngoại thất màu trắng, nội thất là màu đen. Chiếc xe này thì cực kỳ mới và chất. Chiếc xe này lăn bánh đúng 5 vạn km và bên em đang chào bán với giá là 1 tỷ 720 triệu đồng ạ. Còn phía bên đây, một chiếc Ford Everest đàn em của Explorer, và chiếc xe này thì lăn bánh khoảng 4 vạn km, sản xuất năm 2019 và là bản 2.0 một cầu, số tự động, máy dầu. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là chỉ khoảng 1 tỷ đồng thôi. Giá rất là tốt rồi. Đấy, rất nhiều bác thì cứ chê giá xe em báo là cao, nhưng các bác thấy đấy ạ, xe nhà em cũng đâu có còn để bán cho các bác nữa đâu, chỉ còn mỗi cái hàng ngoài này thôi. Thì ở clip tới thì bên em về thêm được nhiều mẫu xe nữa thì em sẽ lên sóng và giới thiệu cho quý anh chị sau. Và em xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã luôn đồng hành và ủng hộ em Nam In trong suốt thời gian qua.